Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL. Tầng này cũng khá muộn rồi, tầm 9 giờ ở Việt Nam đang mặt tại Tokyo, Cầu Giấy. Alo, các bác nhé. Và sẽ đáp cho anh chị Trường một cấu hình trên dưới trạm triệu. Thì xin mời tất cả các bác cùng thẩm âm lên cao và đừng quên thắp cái cao siêu dài các nhé. Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ đi học chung cùng giường, nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thư đến đầu tay mà chung. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve theo vời sầu, cũng chia tay dầu dầu. Yêu thương riêng mình biết hoặc gì trong mắt nhau, rồi khi yêu thương đi vào tuổi say, đất trời vui truyền tình tôi mang tâm tư như tình thay, bước vòng xa bầu trời. Đừng cho nhau tương lai mau nhạt phai, lữ anh trên đường dài, cánh chim bay miên man, mắt lư hương ngủ hoài, biết cho đi là mất cuộc đời ai giống ai. Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều lên tiếng mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài vui chia, ôm mộng lười tiếng mới thấy lòng càng bình yêu. Ta đừng quên biết lúc ban sơ, để hồn vương vấn mãi trong mơ, mong sao duyên kiếp đổ về nơi bên xưa, như mưu lạc trình nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa lỡ ngày đêm, sắc hoa hương siêu quyền. Nhờ ai đang nâng yêu cho đời hoa, sắc đẹp hương mang mà. Dù nguyên do đau duyên không thành đôi, nhưng buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vời, dẫu trong tim chuyện cũ người vào mấy gió. Đem cao một ca khúc lửa, một ca khúc các bác nhớ đừng quên đó là chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh Cao GVL ngày mai, và đừng quên tặng em Cao xin một like một lần nữa. Em Cao và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những gần nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bác, hiện nay em đang có mặt tại tô hiệu Cầu Giấy của gia đình Trường và setup một cấu hình. Thì vừa rồi các bạn cũng đã trông thấy những thiết bị mà em Cao setup, đó là một con trầm 518S. Các bác đang nhìn thấy đây là trầm 518, tình trạng cũng vẫn khá là đẹp các bác nhá. Và trên bộ cấu hình thì thông thường em vẫn đang dùng đó là một con mic, mà phải nói rằng cái chất âm khá là tốt. Và nếu như nó là thuộc dòng mic D
đến từ Trung Quốc thì chúng ta sẽ không có cửa lựa chọn tai mic nào, mà khi em Cao cũng làm khá là nhiều các bác nhá. Racicon, các bác hãy mua hàng chính hãng, chả mua của em thì các bác có thể mua lời khác nhưng hát rất là tốt các bác nhá. Chúng ta nên nhớ là chúng ta sẽ mua được một cái hàng công ty xịn là ok rồi, khá là hay. Và tiếp đó là một quản lý nguồn, một con vang DBA Cotic S700 và AAP9004. Cấu hình này thì khá là chỉ tiếc rằng một con đẩy nếu như là được đẩy mà hàng xịn sò hơn một chút thì cấu hình trở lên hoàn thiện hơn rất là nhiều. Và trên đây các bác đã nhìn thấy là đôi 712. Không phải em không tư vấn và bác chủ cũng không phải là quá đam mê, cho nên là như này là cũng là thấy là quá phê rồi. Đối với bác như thế này là cũng rất là phê rồi. Về cái mặt là giải quyết giải trí, vui chơi giải trí, chứ chưa đến mức nghiện ngập các bác nhá. Cho nên một lần nữa, với những cái cấu hình trên dưới 100 triệu thì em Cao vẫn cứ giáp biết làm sao để cho nó đúng với những cái gì mà các bác bỏ tiền ra, hợp lý nhất có thể. Một lần nữa em Cao xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Xin cảm ơn anh Trường tại Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like.